Hello, xin mến chào tất cả anh em. Tiếp tục ngày hôm nay, bên em lại bóc hộp một con vang số. Đây là cái dòng vang số rất là cao cấp em nhé. LX8, con này hôm nay có gửi đến cho anh Nam, anh ở Hoàn Kiếm, Hà Nội em nhé. Sản phẩm này hiện tại thì bên em đang bán với giá là 3.300.000 đồng bao ship. Và tặng cho anh là một cặp giắc ca lông này về anh kết nối này. Giờ sẽ đi vào bóc hộp anh em nhé. Cái sản phẩm này tất cả thì khi anh em mua thì đều là hàng trong hộp, nguyên hộp luôn. Cho nên là chúng ta yên tâm. Mở ra thì ở đây anh em có thể thấy phụ kiện nó sẽ có một cái đấy. Đầu tiên là có sách hướng dẫn sử dụng anh em nhé, sách hướng dẫn sử dụng này. Sau đó là có một cái dây USB này về anh em kết nối với máy tính này. Và tiếp đến là nó sẽ có một cái remote anh em nhé, khiển này. Thì cái này về anh cứ gọi từng mốt một ra thôi. Rất đơn giản thôi nhé. Ở đây nó có từ 1 M1 cho đến M6 này. Đấy, setup cho anh là lên tới 6-7 chế độ karaoke. Nói chung là có rất nhiều chế độ. Chỉnh âm lượng to nhỏ của mic, của music thì đều có hết. Thì ok, bây giờ em sẽ bóc hộp con này. Và ở đây nó còn có dây nguồn nữa này. Dây nguồn này sử dụng dây nguồn 3 chấu anh em nhé. Sẽ bóc hộp ra và sẽ setup con này. Hôm nay setup con này rất hay anh em nhé. Ở nhà anh có một cặp loa JBL thì ok. À, tí nữa em sẽ set up và hướng dẫn anh cách kết nối và cách chỉnh. Ở đây em chỉnh sẵn rồi, không cần phải về không phải chỉnh nữa. Đây là mặt con vang đây, đẹp. Con này có Bluetooth này, có cổng quang này, hai cổng mic AB đằng trước và có hai cổng mic đằng sau anh em nhé. Đây, chỗ này chúng ta thể kết nối dây USB để chúng ta kết nối với ra máy tính đúng không ạ? To nhỏ của nhạc, to nhỏ của mic, đấy, âm lượng to nhỏ của fake này, effect này, ok chưa? Đấy, control. Đấy. Set, đây là phần input này, chúng ta có thể chuyển các chế độ nhạc vào anh em nhé. AUX1, AUX2, Bluetooth, cổng quang chuyển ở đây. Đấy, gọi các mode ở đây, ok chưa? Và đấy, sử dụng Bluetooth ở trên đây đều được hết. Đấy. Và mặt đằng sau con vang này thì nó sẽ có cổng surround L và R anh em nhé, sub center cổng bên giờ L này. Đấy, input 1, input 2, ok chưa? Có kết nối cổng quang hoặc là anh em thể đây đằng sau này thì có hai cổng mic 1, 2 về anh em cắm vào cho em cổng 1 này được. Thì bây giờ em sẽ đi vào setup con này thì anh em đợi em trong giây lát. Vừa rồi thì em cũng đã setup xong con vang LX8 này. Thì bây giờ anh em cùng nghe một cái bản nhạc, em setup cả tiếng súp luôn. Đây là một trong những cái dòng vang rất là hay. Tất cả chúng ta mở to nhỏ trên cái remote này hết nhá. Thế nào ạ? Thì ok. Bây giờ em sẽ alo từng mốt một nhá. Vừa rồi có setup là 7 chế độ karaoke, trong đó là có 2 chế độ nghe nhạc. Thì bây giờ em sẽ alo thử từng mốt một. Thì đầu tiên thì thường em ai setup cái mốt một đó là cái mốt lịnh giọng Echo Far Reverb em nhá. Thì anh em cùng nghe. Cái mốt này gần như ai thì hát được. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Các bác có thể nghe tiếng mic rất là mạnh. 6, 7, 8, 9. Tiếng mic nghe rất là mượt em nhé. Ok chưa? Cái mốt này thì quá tuyệt vời rồi. Em để cái mốt 1 khi bật lên là sẽ ở ngay cái mốt này để cho chúng ta hát karaoke. Nhân tiếp sang M2. Cái mốt 2 này là cái mốt reverb, cái mode này dành để phát biểu của em nhé, dành để phát biểu này. Hoặc là anh em hát hay
chúng ta có giọng hay rồi, không cần tiếng echo nữa, không cần file echo nữa thì hát cái mode này rất là hay này. Cái tiếng vợt nghe rất là sạch và rất là sang. 6, 7, 8, 9. Ok chưa? Nhấn tiếp sang bờ 3 thì nó sẽ là echo nhanh. Cái mode này anh em phải nghe echo nó tiếng nó rất là nhanh đúng không ạ? 6, 7, 8, 9. Và cái thôi nó dài dài, nó nghe nó rất là phê nhé. Cái mode này là dành để hát nhạc đi đích. Ok chưa? Đây là cái mode 3, 7, 8, 9. Nghe nó rất là ấm áp. Tiếp đến là M4 này. Nhấn M4. Khi em nhấn M4 thì nó sẽ sang một cái mode echo chậm. 7, 7, 8, 9. Anh em sẽ nghe nó rất là chậm. Thì khi chúng ta hát những cái bài nhạc trữ tình thì sử dụng cái mode này thì nghe thì hát nghe nó rất là mềm mại, nghe rất là quen với nhau. Ở đây 7, 7, 8, 9. Ok chưa? Ngoài ra còn có mode 5 và mode 6. Mode 5 là sẽ là hát mode 5 là nhạc remix anh em nhé. Và cái mode 5 này sẽ không có tiếng mic, kể cả mode 6 cũng vậy. Ok chưa? Đó, thì đây là cái dòng vang rất là hay để cho em chơi gia đình và chúng ta có thể chơi sự kiện đều được. Ok chưa? Thì để sử dụng cái vang này thì nó rất là đơn giản thôi. Anh em có thể nhấn input, chúng ta có thể chuyển sang các chế độ RCA1, RCA2 này và đặt tốt này. Cổng quang này. Ở đây thì em đã cài đặt cho anh là AUX1 nhé. Ok chưa? Bây giờ em sẽ hát thử luôn. Đó, hát thử một đoạn để cho anh em cùng nghe. Hát thử 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Xin chào và hẹn gặp lại.